Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể xem lại toàn bộ lịch sử những cái video mà các bạn đã xem trước đó ở trên TikTok và cái cách để các bạn có thể xóa đi những cái lịch sử video đã xem ở TikTok cực kỳ đơn giản nhá. Và mình sẽ vào trong cái nick TikTok của mình này. Mình sẽ vào cái trang chủ và đây là cái video mình đã xem nhá. Đây là video mình đã xem. Nếu gia đình nào mà chưa có cuốn sách dòng tộc để ghi chép tên tuổi mối quan hệ của các thành viên trong gia đình dòng tộc của mình thì có thể tham khảo cuốn sách này. Với mỗi gia đình đều xem phản rất quan trọng, đặc biệt là trong xã hội hiện nay. Và các bạn vào trong cái ba gạch ngang ở góc phải trên cùng nhá. Đó, thì các bạn sẽ chọn vào cái phần cài đặt quyền riêng tư. Thì ở đây thì các bạn sẽ tìm đến cho mình là trung tâm hoạt động. Đó, và ở đây thì các bạn có thể xem lại cái lịch sử video của mình đã xem đây, cái dòng đầu tiên nhá. Và đây là những cái video mình đã xem. Và để các bạn có thể xóa thì các bạn chỉ cần chọn vào đây. Và ở đây những cái video các bạn muốn xóa thì các bạn sẽ tích vào đây và các bạn sẽ xóa nhá. Đó, rất chi đơn giản. Tuy nhiên thì sẽ có một cái cách các bạn có thể xem lại lịch sử video đã xem và xóa lịch sử video đã xem cực kỳ đơn giản và dễ dàng hơn nhiều nhá. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách hai. Cách hai thì đây nhá, các bạn sẽ vào trang chủ này. Em họ hàng con cháu đi làm ăn xa sinh sống ở nơi xa quê hương chứ không. Đó, thì các bạn có thể gõ cho mình một cái ký tự đặc biệt, ví dụ một dấu chấm hoặc một a còng. Đó, ví dụ mình dấu chấm đây nhá, chọn một dấu chấm này, sau đó các bạn sẽ tìm kiếm này. Đó thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho mình cái dòng là xem lịch sử của bạn. Các bạn chỉ cần đó, và ở đây thì nó cũng sẽ tương tự như cái phần 1 mình đã chia sẻ nhá. Thì các bạn muốn xóa cái video nào thì các bạn chỉ cần ấn và giữ vào cái video đó. Và các bạn có cái dòng xóa này thì các bạn sẽ chọn xóa. Tuy nhiên các bạn muốn xóa nhiều video cùng một lúc thì các bạn sẽ chọn cho mình nhá. Đó, và ở đây thì các bạn có thể chọn những cái video mà các bạn muốn xóa. Ví dụ mình đây, mình sẽ xóa mình sẽ xóa 6 cái video đầu tiên. Đấy, mình sẽ tích vào đó và mình sẽ xóa nhá. Mình xóa này. Đó, mình sẽ quay trở lại nhá. Đó, vậy là rất chi là đơn giản thôi. Trong cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể xem lại lịch sử video đã xem và cái cách để các bạn có thể xóa đi lịch sử video đã xem ở trên cái TikTok cực kỳ đơn giản và dễ nhá. Thì các bạn xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.